Chào bạn! Bài học này, chúng ta tiếp tục học các danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh nha. Tuy nhiên, bài học này, chúng ta không học các danh từ chỉ nghề nghiệp có chữ đuôi ER hay OR nữa, mà đó là các danh từ có chữ đuôi AN hay IST. Danh từ đầu tiên có chữ đuôi AN đó là policeman, cảnh sát. Policeman. Nhớ là trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nha. Policeman. Policeman. Tiếp theo đó là người bán hàng. Salesman. Salesman. Chú ý âm z ở giữa từ nhé. Salesman. Salesman. Một lần nữa nào. Salesman. Và thương gia hay doanh nhân là businessman. Đó là sự kết hợp của hai từ. Business là việc kinh doanh và man, người đàn ông. Nhưng chúng ta sẽ không đọc là businessman nhé, mà chúng ta sẽ đọc là businessman. Man. Businessman. Businessman. Từ này chính xác là nam thương gia hay nam doanh nhân. Vậy nữ doanh nhân là gì? Chính xác, businesswoman. Như vậy, từ policeman hay salesman cũng là cấu tạo tương tự. Để chỉ nữ cảnh sát, ta nói policewoman. Và nữ bán hàng là saleswoman nhé. Cũng tương tự như vậy, ta có từ postman là người đưa thư và fisherman là ngư dân. Để chỉ người đưa thư là nữ, ta có postwoman. Và nữ ngư dân sẽ là fisherwoman. Postman có danh từ post là bưu điện. Còn fisherman có danh từ fish là cá. Ngư dân tức là người đánh bắt cá, phải không nào? Postman. Fisherman. Postman. Fisherman. Tiếp theo, musician là người soạn nhạc hay nhạc sĩ. Musician. Ba lần nữa nào. Musician. 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 Captain là thuyền trưởng. Chắc chắn chúng ta đã quá quen với cái tên này rồi. Captain. 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 Đuôi ant cũng được dùng để chỉ về nghề nghiệp. Ví dụ chúng ta có từ accountant là kế toán. Accountant. 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 Nào, chúng ta ôn lại các danh từ có chữ đuôi an nào. Thương gia hay doanh nhân là gì? Businessman. Cảnh sát. Policeman. Thuyền trưởng. Captain. Kế toán. Accountant. Người bán hàng. Salesman. Nhạc sĩ hay nhà soạn nhạc. Chính xác, musician. Người đưa thư. Postman. Ngư dân. Fisherman. Good job. Ok, bây giờ sẽ là các danh từ chỉ nghề nghiệp có chứa đuôi IST nhé. Ta có danh từ reception là sự đón tiếp. Và ghi thêm đuôi IST thành
Thánh, receptionist, có nghĩa lễ tân. Receptionist. Receptionist. Nhớ bật âm kết thúc nhé. Receptionist. Receptionist. Danh từ art là nghệ thuật và artist là nghệ sĩ hay họa sĩ. Artist. 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 Danh từ journal là báo hay tạp chí hàng ngày và journalist là nhà báo. Journalist. 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 Science là khoa học và ta có scientist là nhà khoa học. Scientist. Scientist. Nhân sĩ là gì nào? Right. Dentist. 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 Và người bán hoa là florist. 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 Ok, chúng ta cùng ôn lại bài học nào. Cảnh sát là gì? Policeman. Nhạc sĩ hay nhà soạn nhạc? Musician. Chính xác. Nghệ sĩ, họa sĩ. Artist. Nhà khoa học. Scientist. Kế toán. Accountant. Ngư dân. Fisherman. Thương gia hay doanh nhân là gì? Businessman. Nhà báo. Journalist. Lễ tân. Receptionist. Thuyền trưởng. Captain. Người đưa thư. Chính xác. Postman. Người bán hoa. Florist. Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học của chúng ta rồi. Hãy nhớ ôn lại bài và làm bài tập nha. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo.